Chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Thanh Số chúng em buổi chiều ngày 31 tháng 3 năm 2021. Thì hiện tại thì Hoàng Long Thanh Số chúng em đang có mặt tại nhà chú Nguyên ở Khương Trung đúng không nhỉ? Vâng, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Và lắp đặt một cấu hình karaoke, trước mắt chúng ta là một đôi loa G4 1000 và một chiếc đẩy điện vang X7DAC phối ghép với một cục trầm 360. Và như thường lệ thì tặng cho chú Nguyên một cặp mic không dây. Cũng như là các bác và anh em khi mua bất kỳ cấu hình karaoke bên Hoàng Long Thanh Số chúng em sẽ được một quà tặng một cặp mic không dây kèm theo. Trước mắt chúng ta vẫn là một người quen thuộc, anh Khanh, chuyên đi setup karaoke gia đình cho Hoàng Long Thanh Số. Thì một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ được thưởng thức chất âm cấu hình karaoke của chú Nguyên ngày hôm nay. Cái loa G4000 à? À, dòng đấy nó phải như thế, tại vì thùng kích thước thùng nó lớn hơn. Bóc lấy để cái hộp. Alo. À, đợi anh. Thì lời xa từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, nguyện cho một đời là tình yêu luôn khó làm sao quên được phút giây. Alo cho xin phép chú nhá.